Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của Minh Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với săn hũ Amazon tiếp anh em nhá. Với những ngày qua anh em ạ, mình đã thành công gần nhất ở đây. Rất rõ rệt ở trên Amazon. Điều này mình sẽ tiếp tục anh em ạ, cầm 2 mét tiếp vào. Và hôm nay săn sẽ thành công được như thế nào thì hôm nay mình có anh em tham khảo nhá. Ok rồi anh em ơi, thì hiện tại thì mình đang khởi điểm với mức săn 90k đầu tiên này. Đó. Và lượt săn thứ 3. Ok cho anh em, lượt săn thứ 3 nhá, lượt này khá ok này anh em ạ, đã về 300k và sau gần 1 phút săn thì mình vẫn đang duy trì được 2 mét anh em nhá. Như vậy là vẫn ok rồi anh em ạ, bởi vì quan trọng nhất ở đây mình săn hũ là phải duy trì được anh em ạ. Và chờ cơ hội ở đây anh em này, đã về hũ đầu tiên rồi. Sau 6 đến 7 lượt săn anh em ạ. Đơn giản mình chỉ về có 500k thôi, nhưng mà cũng đã đủ để mình duy trì rồi anh em ạ. Ok anh em này, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục săn với duy trì mức 90 tiếp nhá. Ok, tiếp đây. Đấy rồi anh em ạ, đấy rồi. 280 nhá. Ok chưa, 90 về 280 là quá đẹp rồi. Nữa rồi anh em ơi. Về 130. Ok thật sự luôn anh em ạ. Đấy rồi anh em này, cuối cùng thì đã tiếp tục về cho mình thành công hũ tiếp theo rồi. Ngon chưa anh em. Ở đây mình đã thành công về với 180 hũ trên 1 mét anh em nhá. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ duy trì lên với 180. Nói chung là bây giờ anh em phải lên từ từ thôi. Đầu tiên anh em mình đang nhỏ đúng không ạ, chưa thành công được nhiều. Dưới 2 mét thì chắc chắn mình phải duy trì thôi. Đúng là 90, nhưng mà sau khi mà mình đã về được một vài hũ mà ngon lành được trên 2 mét rồi thì mình phải nâng tiếp tục lên và săn ở mức 180 nhá. Và sau 9 lượt săn anh em ạ, tiếp tục lại về cho mình hũ tiếp theo. Đó thì sau 3 phút anh em nhá, gần 3 phút thôi. Vậy mà mình đã về thành công 3 hũ đầu tiên. Hũ này căng anh em này, hũ này quá ngon luôn rồi. Trời ơi, 2m3 luôn anh em ạ. Siêu phẩm chưa. Đó thì tiếp tục anh em này. Lại về hũ rồi. Quá ok luôn anh em ơi. Tiếp tục về hũ với 1m8 nữa nhá. Và gần 6m đến nơi rồi anh em ạ. Trong vòng 3 phút thì mình thấy như vậy là quá thành công rồi. Đương nhiên anh em nhá, mình sẽ vẫn tiếp tục duy trì 80 thôi. Dấu hiệu với 270, 360 và 450 thì mình chưa, anh em ạ, mình chưa đưa lên với lượt săn 270. Hay là tất nhiên 270 thì mình sẽ chắc chắn là sẽ săn rồi, nhưng mà chắc 360 và 450 thì mình còn phải suy nghĩ xem nên tiếp tục săn ở 2 lượt đó không anh em ạ. Đây rồi anh em này, tiếp tục về X2 rồi. Ngon quá anh em ơi. Đó, về 520 luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi anh em này, bây giờ mình sẽ quyết định anh em lên với lượt săn 270 nhá. Lượt săn đầu tiên rồi. Tiếp tục mình sẽ nghiên cứu nên tiếp tục săn 270 không đây. Trời ơi, mạng hơi kém anh em ạ, hơi kém thật sự luôn. Rồi anh em này, lượt săn thứ 2 270. Giời, kém quá anh em, về có 90k thôi. Thật sự, hao thật sự luôn. Tiếp lượt thứ 3 không thành công luôn rồi. Vẫn đang trên 5m anh em nhá. Lượt thứ 4 anh em ạ, 270 đến lượt thứ 4 trên 1 mét rồi anh em ơi, không thành công nữa rồi. Mình sẽ tiếp tục giảm lại với 180 và duy trì anh em nhá. Hiện tại thì mình thấy mạng hơi kém anh em ạ. Ok. Trời ơi, dưới 4 mét rồi anh em ạ, chắc chắn mình không thể xuống dưới 4 mét được. Đây rồi, cuối cùng anh em nhá, cuối cùng thì đã về cho mình hũ tiếp theo. Ở đây anh em ơi. Chắc chắn là ngon rồi. Chắc chắn sẽ có mega nhá. Chắc chắn có mega rồi. Đó, chắc chắn rồi anh em ạ, Vega luôn rồi. 2m ok cho anh em. Đó thì mình đã tiếp tục trở lại với trên 6m rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại với lượt săn 270 tiếp nhá. Lượt săn đầu tiên rồi anh em ạ. Mình sẽ săn một vài lượt nữa thôi. Đấy, một vài lượt nữa thôi anh em ạ. Không để dưới 6m được, ok cho anh em. Biết đâu nếu như mà mình duy trì được thì sẽ về một cũ cho mình duy nhất nữa thì quá là ngon lành luôn, đúng không anh em? Còn nếu không thì hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây thôi, đúng không anh em ạ? 6m là ok rồi. Hôm nay với mức vốn mình mang vào đơn giản chỉ 2m thôi. Đó, mà mình săn lên được khoảng tầm 6m là trong vòng khoảng tầm 5 đến 6 phút là ok rồi, đúng không anh em? Đó thì mình thấy là mạng cũng đang hơi kém anh em ạ. Đấy. Úi giời, không ổn định thật sự rồi. Thôi nghỉ thôi anh em ơi. Nghỉ thôi anh em ạ. Đấy, hôm nay như vậy là mình đã quá thành công rồi với mức vốn mang vào 2m anh em nhá. Cuối cùng thì mình đã săn thành công lên được 6m, ok cho anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây các bạn. Ok, chào anh em nhá.